Mia, Mia, nhìn kìa con cá bắt hạch đó. Nó là một con cá voi, Lego. Mia, đi thôi nào, mình cũng phải cần tìm nó. Dạ. Mình tìm được rồi. Wow, ok ok, chúng ta đặt nó vào túi đi. Chắc được rồi đó, đi thôi. Mia, đi thôi, đi thôi. Không có gì. Không có gì. Mia, Mia, xem chị tìm được cái gì nè. Wow, tìm một cái nữa. Cái lớn này. Tốt lắm, tốt lắm. Ok, em cũng sẽ kiếm gì đó. Đi thôi. Wow Mia, em đã tìm được một chú gấu. Dễ thương ghê, tốt lắm. Lối này. Wow, nhìn kìa. Wow. Tìm được một áo thun. Mia, Mia, nhìn kìa con cá bắt hạch đó. Nó là một con cá voi, Lego. Mình biết nó đến từ New Orleans. Quà của mình. Nhìn xem, mình thấy gì nữa nè.
tụi mình có nguyên một cái túi luôn. Hãy cùng đến tìm chỗ đó. Mia, chị thấy nè, đi thôi. Tìm thấy rồi. Nó là một cái bình nước của em nè. Không có nước bên trong. Wow, đỡ một đoạn lâu đài. Cho nó vào đây đi. Tham quan nhà máy. Cỗ máy này. Giá mà mình có thể mang nó về, mình sẽ xây một cái xe Lego thật là lớn. Mình có thể tạo ra nhân vật Lego ở trong đây. Mình tìm thấy rồi. Tốt lắm. Hãy đi hướng này thôi. Đây là móc khóa này. Wow, thích quá. Cái này là hot dog. Không, mình đổi đi. Em thích cái xanh lá cây. Mình có bánh mì xúc xích đó. Mình có đậu nè. Em tìm thấy một con voi. Tụi mình đã tìm được tất cả chúng. Túi đầy hết rồi. Yeah. Bây giờ cùng đi chơi nào. Cùng rồi này. Ủa, mình tìm thấy nó rồi này. Chúc mừng. Cửa đó là cửa gì vậy? Wow. Cái gì vậy? Đó phải lâu đài không? Nó trông giống như một lâu đài. Nó là một phòng khách sạn. Mình thích nó. Nó là Lego. Một phòng khách sạn Lego. Phòng công chúa cho một công chúa thật. Wow, để giường của mình nè, mình sẽ ngủ ở đây đó. Ok. Wow.
sẽ ngủ ở chỗ này. Hãy theo dõi và thích video của mình.